yêu mình. Anh trao số phút bao nhiêu, anh luôn gào to rằng anh yêu em tha thiết. Vì giữa chúng ta đâu cùng đường máu huyết, từ thuở xưa sinh ra cách biệt cõi trời. Không, anh nói dối, anh nói sai sự thật, em không tin, em không tin. Thì kiểu, rồi em cũng phải tin. Nói cái gì? Trời ơi, quý vị ơi, đã gì đâu. Quý vị vừa vỗ tay rồi là vỗ tay cho Thu Vân cùng với Bùi Trung Đẳng. Mà bây giờ Thu Vân mong quý vị hãy dành một tràng vỗ tay nữa cho những nhạc sĩ trẻ rất là tài năng và rất là hay luôn. Em tên gì? Dương. Nhạc sĩ trẻ Hoàng Dương. Quá trời đần hay luôn, xuất sắc quá. Lên Sài Gòn với anh luôn em ơi. Làm ăn được quá. Đó, sợ 2 giờ ngủ quá. Dạ. Hết bài này. Một lần nữa thì Thu Vân cùng với nam nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng xin gửi quý vị bài Tân Cổ, Giọng Cổ. Một sáng tác của sáng giả Ngô Hồng Khanh. Bài Giọng Cổ rất là quen thuộc và cũng rất là dễ thương. Bài Giọng Cổ được mang tên Cung Đàn Mới. Yeah.
Tiếng lòng
Cảm ơn tình cảm của gia đình rất nhiều. Bà con chuẩn bị thưởng thức còn rất nhiều nghệ sĩ ở phía sau nữa hát tuồng cải lương rất là đặc sắc. Quý vị chờ xem nhé. Dạ xin cảm ơn.